Hello, chào tất cả các anh chị thân mến. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 11, thì chúng ta cũng gần hết cái tháng 11 rồi. Và chúng ta còn một cái tháng 12 nữa là sẽ kết thúc cái năm 2023 và chúng ta sẽ trải qua cái năm 2024. Thì tôi nghĩ bây giờ các bạn cũng sẽ nên ngồi nhìn lại cái quá trình các anh chị đầu tư, các bạn có tận dụng được cái nhịp của con sóng vừa rồi hay là không. Thì ví dụ những anh chị nào mà các bạn đã trải qua cái nhịp của thị trường ít nhất là từ tháng 1 năm 2023 đến bây giờ, thì các bạn xem là các anh chị có tận dụng được cái nhịp của thị trường hay là không. Thì thời điểm mà tháng 1 là thời điểm này, đúng không? Chúng ta đã trải qua một cái năm tăng trưởng khá là mạnh và tôi nghĩ là nhiều anh chị cũng tận dụng rất là tốt. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều anh chị các bạn không tận dụng được cái nhịp vừa rồi. Thì cái câu hỏi đặt ra là các bạn đã làm gì mà tại sao các bạn không tận dụng được cái nhịp này? Đặc biệt cái nhịp này là một cái nhịp rất là dễ này. Cái nhịp cuối này ấy, thì tôi tận dụng không được nhiều đâu, nhưng mà tôi tận dụng rất là tốt ba cái nhịp này, và cái nhịp này thì cũng tận dụng khá khá thôi. Thì bây giờ là gần như số vốn tôi về nằm ở USDT rồi, chỉ có một số ít là trừ lại ở thị trường. Thì bây giờ quay trở lại câu hỏi đặt ra là cái kế hoạch mà các bạn view cho cái chiến lược năm tới sẽ như thế nào, và một năm tới là một năm như thế nào để có thể tận dụng được hay là không. Thì chắc chắn trong năm tới nó cũng sẽ có những cái nhịp nhỏ. Tuy nhiên thị trường có đi vào một cái xu hướng tăng trưởng hay là không, thì trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để các anh chị có cái góc nhìn đa chiều hơn, để các bạn có thể đưa ra những quyết định đầu tư của chính mình. Thì các anh chị lưu ý này, tất cả những cái thông tin, những cái kiến thức ở đây mình chia sẻ chỉ dùng làm cái tham khảo. Và các anh chị cần phải có cái plan, có cái kế hoạch, và đặc biệt là có chính kiến của mình trong cái việc đầu tư. Bởi vì tôi thấy rất nhiều anh chị bây giờ các bạn thảo luận một cái vấn đề là giá sắp tới nó tăng hay là nó giảm. Nhưng mà thực tế các anh chị thấy là trong một cái nhịp nhỏ này thôi, đúng không? Trong một cái nhịp nhỏ này thì bao nhiêu anh chị đã tận dụng được? Các bạn hãy thực sự trả lời nghiêm túc nha. Bao nhiêu anh chị tận dụng được, gia tăng được tài sản trong cái nhịp này? Tôi nghĩ rất là ít. Bởi vì số đông á, những anh chị mà họ tận dụng được á, thì tôi khẳng định là gần như không xem cái video của tôi. Còn đa số là các bạn có thể kiếm được, tận dụng được trong những cái nhịp này, nhưng mà gần như là các bạn trả lại khi mà thị trường nó đi vào giai đoạn điều chỉnh. Thì giai đoạn bây giờ cũng tương tự như vậy. Ở đây tôi sẽ đưa cho các bạn một số cái dấu hiệu để các bạn có thể nhìn thấy tại sao tôi đã thoát ở cái vùng trên này rồi. Tức là tại vùng này mình đã thoát ra này. Và bây giờ các anh chị cứ để ý kỹ này, đây là một cái thứ nó khá quan trọng. Và các bạn lưu ý này, cách mà chúng ta đầu tư là chúng ta làm sao ý thức được cái việc là mình mua được tại cái vùng mua và mình bán được tại cái vùng mà đám đông họ vào họ FOMO. Tức là cái cách mà tôi đầu tư này các bạn này, tức là khi mà thị trường nó đi vào một cái giai đoạn tích lũy thì mình vào, mình sẽ mua tại cái lúc mà giá nó đã bắt đầu có cái dấu hiệu của cái sự điều chỉnh tăng, thì lúc đó tôi mua vào. Và thông thường là mình cũng không cố gắng mình bán tại đỉnh đâu, nhưng khi tại cái vùng mà cái vùng bất ổn là mình bắt đầu mình cứ thoát hàng dần rồi. Các bạn hiểu vấn đề không? Và nếu mà các anh chị hiểu một xíu về phân tích kỹ thuật, các bạn hiểu một xíu về bài toán làm giá của cao mập, thì các bạn cũng thấy giai đoạn hiện tại nếu mà nhìn vào RSI thì các anh chị cứ để ý kỹ này, giá thì sideways, và trong một cái giai đoạn ở đây các bạn thấy là những cái con sóng nhấp nhô liên tục, tức là quét râu nến liên tục. Và các anh chị để ý kỹ này, mặc dù giá thì tăng nằm ở cái vùng là 37.000 ba này, nhưng mà các bạn quan sát kỹ là câu chuyện RSI bây giờ nó đã đi xuống dưới hai đường trung bình rồi. Đặc biệt ở đây những anh chị mà sử dụng cái MACD, các bạn thấy là hai đường tín hiệu đã cắt xuống, đồng thời histogram bắt đầu đỏ rồi. Thì điều đó có nghĩa nói với chúng ta là tại vùng này là cái dấu hiệu là có sự bất ổn, lực bán đã tham gia vào rất là mạnh rồi. Tất nhiên cái nhóm market maker họ sẽ biết cách làm sao giữ giá tại cái vùng này để họ bán chứ. Bởi vì bài toán làm giá trong thị trường này, chúng ta phải thừa nhận với nhau là chúng ta đang đầu tư trong một cái thị trường mà cái sự thao túng và cái sự làm giá. Và chúng ta cũng thống nhất với nhau là thị trường giá tăng này hay giảm là được chi phối bởi cái nhóm market maker, bởi cái nhóm cá mập.
những anh chị, những cái người mà trong cộng đồng á, họ là cái nhóm rất là đông, nhưng họ không thể nào chi phối thị trường bởi vì cái số vốn của họ rất là bé. Và cái việc á, là họ không có được cái sự đồng thuận cùng nhau đẩy giá đi lên hay giá đi xuống. Họ chỉ, ví dụ như giá tăng á, thì họ chỉ góp một cái phần sức FOMO đẩy giá đi lên thôi. Còn giá xuống cũng tương tự, họ cũng góp phần sức bán cho giá nó giảm hoảng loạn thôi. Còn những cây nến tăng giảm mạnh là của nhóm market maker. Thì quay trở lại câu chuyện là tại vùng này, các bạn lưu ý kỹ này, thông thường giá nó sẽ đi ngang ở một cái vùng đỉnh để cho nhóm market maker họ chốt lời. Nếu các bạn đầu tư mà các anh chị không nhìn trước cái hướng đi của giá thì chắc chắn câu chuyện là các bạn sẽ phản ứng rất là chậm. Mà phản ứng chậm khi giá nó đã rơi về phía dưới rồi thì lúc này các bạn đâu giữ được lợi nhuận nữa đâu. Nên cách của tôi là tôi không biết đâu là đỉnh đâu là đáy đâu các bạn, nhưng tôi biết cái vùng nào là cái vùng mà chúng ta nên mua vào, cái vùng nào là cái vùng chúng ta nên thoát hàng và kiên nhẫn chờ đợi. Và đó là cái cách mà tôi đang đầu tư. Thì quay trở lại câu chuyện á, nhìn ở đây á, các bạn cũng có thể để ý kỹ này. Nếu mà nhìn vào mô hình nến tháng thì chúng ta cũng gần kết thúc tháng rồi. Thì hiện tại cái nến này nó vẫn tăng giá khá tốt. Nhưng khi các bạn quan sát qua khung thời gian tuần thì các anh chị đã thấy được là ở tại vùng này 2 tuần liên tiếp đó là giá nó sideways ở tại vùng này. Thì điều đó có nghĩa rằng tại vùng này cái lực mua nó không còn thực sự mạnh mẽ nữa. Quay về cái khung thời gian 3D thì các bạn thấy là 3D nó đã bắt đầu đi vào cái dấu hiệu của cái việc là có cái dấu hiệu của sự điều chỉnh. Tôi không nói giảm nha, tôi nói có cái dấu hiệu của sự điều chỉnh. Và quan sát kỹ hơn ở khung thời gian 1D thì các bạn thấy là đang sideways ở vùng đỉnh. Điều này cho thấy rằng có khả năng rất là cao là đây là một cái vùng phân phối. Tất nhiên có khả năng tăng nữa hay là không thì vẫn có thể có, với điều kiện khi và chỉ khi có cái sự tích lũy của lực mua vào. Ví dụ như tại chỗ này tôi sẽ quan sát RSI, nó mà có dấu hiệu nó tăng lên thì lúc này giá nó có thể hồi hồi về đây mà giữ giá rất là tốt, thì mình cân nhắc mình sẽ mua vào để mình tiếp tục mình ăn con sóng. Còn trong trường hợp mà nó tiếp tục nó rơi bất ổn thì lúc này thoát. Bởi vì các bạn thấy để ý kỹ, quy tắc là thị trường khi mà nó tăng nó cũng cần một cái giai đoạn là tích lũy cho cái lực tăng. Khi nó giảm thì nó cần một cái giai đoạn là phân phối ở trên này, sau đó mới giảm được. Bởi vì đây là cái bài toán kinh doanh, bài toán làm giá của cá mập, các bạn cần phải thực sự hiểu. Đó, thế nên cái góc nhìn của tôi, các bạn lưu ý này, ở đây tôi chỉ chia sẻ quan điểm cá nhân và các cái chiến lược đầu tư của tôi. Bởi vì mỗi anh em chúng ta sẽ khác nhau về cái nguồn vốn, về cái chiến lược, về những cái sự trải nghiệm. Và tất nhiên cá nhân tôi cũng không khẳng định là tôi đúng, tôi cũng không có gọi là tranh luận với các anh chị, mà mục đích của tôi là nhằm chỉ chia sẻ cái góc nhìn để cho các bạn có thể nhìn vào đó, các bạn tham khảo, và có thể các bạn thấy nó hợp lý thì các bạn áp dụng. Còn nếu các anh chị thấy không hợp lý thì các bạn hãy tiếp tục đầu tư theo cái plan, theo cái kế hoạch của các anh chị. Bởi vì cá nhân tôi cũng có một cái nhóm những anh chị tôi hướng dẫn họ đầu tư, thì trong đó cũng sẽ có rất nhiều anh chị họ có plan thị trường nó sẽ tiếp tục tăng tiếp. Có một số anh chị họ vẫn có cái plan là thị trường sắp tới sẽ có điều chỉnh, nó giảm. Và của tôi thì tôi sẽ không có gọi là mình nói cái nhóm nào đúng hay là sai, mà tôi biết chắc rằng là những anh chị họ có cái plan như vậy thì chắc chắn họ kiếm được tiền đó các bạn. Bởi vì họ biết cách họ ứng xử khi mà giá tăng tiếp họ sẽ làm gì, khi giá giảm họ sẽ làm gì. Quan trọng nhất là những anh chị đầu tư trong thị trường này mà không có cái plan, không có một cái kế hoạch, giá tăng thì cũng không biết làm gì, giá giảm cũng không biết làm gì, đó là một cái nhóm rất là nguy hiểm. Còn nếu đầu tư mà các bạn có cái plan, có kế hoạch thì không vấn đề gì cả. Tôi ví dụ này, ở đây tôi dự phóng giá nó sẽ có khả năng về nó test lại cái vùng giá này. Thì quy tắc là tại cái vùng này nó phân phối thì các bạn biết rằng là khi mà nó rơi về đây thì nó sẽ có một cái sự tích lũy, thì tại chỗ này tôi sẽ quan sát tiếp. Còn trong trường hợp nó không rơi về mà nó cứ tích lũy giá tại cái vùng này thì lúc này cái plan của tôi tại cái vùng này nó đã thay đổi. Các anh chị hiểu vấn đề không ạ? Ở đây chúng ta không cứng nhắc, chúng ta follow theo thị trường, chúng ta có cái plan, nhưng mà cái plan phải luôn có cái sự thay đổi khi mà có những cái dữ liệu nó mới. Ví dụ như các bạn thấy là trước đây cái plan của tôi là BNB hiện tại là tôi không có đưa vào trong cái danh mục của đầu tư để theo dõi trong dài hạn. Nhưng cái đợt vừa rồi mà CZ bị kiện
cộng với cái việc mà Binance bị phốt như vậy á, mà cái đồng BNB giữ giá rất là tốt. Và bây giờ BNB các bạn thấy là cái tầm ảnh hưởng của CZ cũng không còn nữa, thì chắc chắn câu chuyện có khả năng là BNB nó sẽ đi theo câu chuyện giống như của Ether, tức là nó gần như là phi tập trung luôn, tức là không còn phụ thuộc vào một cá nhân gọi là đứng ra chịu trách nhiệm nữa. Thì câu chuyện các bạn thấy nếu mà như vậy thì có khả năng phát triển rất là tốt, giống như Ether. Ether bây giờ không phụ thuộc vào Vitalik nữa. Thì các chị lưu ý ở đây là cái góc nhìn của tôi, cái lập luận của tôi, và tôi có cái chiến lược tôi đầu tư. Và tôi không khuyên các bạn nha. Nhưng mà nếu mà các bạn có cái sự hiểu biết, có một cái chính kiến của các anh chị, nếu giá nó tăng làm gì, giá nó giảm làm gì, thì lúc này tôi khẳng định là các bạn đi dài hạn với thị trường một cách nó rất là bền vững. Thì quay trở lại câu chuyện, bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một xíu về cái góc nhìn của tôi. Thứ nhất, các bạn quan sát kỹ này. Ở đây thị trường, tôi thì tôi follow theo cái việc là quan sát kỹ cái cấu trúc và cái chu kỳ của thị trường. Ở đây các bạn quan sát kỹ, ở đây là những cái mốc này là tôi chia ra những cái mốc của cái tháng 12 của mỗi năm. Thì các bạn thấy thông thường những cái dịp mà tháng 12 cuối năm, Tết Tây và Noel ấy, thì thông thường thị trường nó sẽ cái nhịp giảm nhiều hơn cái nhịp tăng. Và các bạn quan sát kỹ, bây giờ là một cái giai đoạn nó khá nhạy cảm. Bởi vì cái tháng này thì nó có khả năng nó tăng lên một xíu này. Nhưng tháng tới thì các bạn thấy bây giờ khung tuần nó cũng đã có cái sự suy yếu rồi. Có cái sự suy yếu rồi. Thì khả năng rất là cao. Khả năng rất là cao trong giai đoạn sắp tới sẽ có một cái sự điều chỉnh. Hỏi giảm thì có giảm liền không? Thì có thể là chưa giảm liền đâu các bạn. Nhưng mà tôi tin là khi mà sau một cái giai đoạn mà thanh lý xong thì nó sẽ có khả năng là một cái cú sập. Ở đây sẽ có rất nhiều cái plan, có rất nhiều cái kịch bản có thể thị trường tăng tiếp. Thì ở đây tôi không có tranh luận cho cái việc là tăng tiếp hay là giảm. Bởi vì thực ra các bạn để ý kỹ nè, tôi không biết các anh chị như thế nào nha, nhưng mà cá nhân tôi luôn có cái plan, tôi có những cái dự phóng. Và khi mà tôi thấy cái plan nó không còn phù hợp là tôi thay đổi. Ví dụ tại cái vùng giá này, tôi có cái plan, tôi dự phóng rằng tại vùng này là giá nó giảm. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Nhưng khi mà tại đây tôi thấy nó giữ giá rất là tốt, thì lúc này tôi bắt đầu tôi vào vốn một xíu. Lên đây tôi vào vốn một xíu nữa, và tôi vẫn tận dụng được cái dịp này. Quan trọng nhất là follow theo thị trường, luôn có cái plan, luôn có cái kế hoạch, và cái kỹ năng xử lý nó rất quan trọng. Rất nhiều anh chị các bạn đầu tư, các bạn chỉ nhìn vào cái việc là sắp tới giá nó như thế nào, mà các anh chị rất là bị động. Thì cá nhân tôi đã làm việc với rất nhiều nhà đầu tư, tôi làm việc với khá nhiều bạn học viên, tôi cũng cố vấn cho rất nhiều những anh chị mà có số vốn lớn. Thì tôi thấy câu chuyện là rất nhiều anh chị các bạn rất là thụ động. Các bạn cứ là nhìn vào những ai đó họ dự phóng, nhưng các bạn không có tập trung cho những cái việc là các bạn nắm được cái lõi của thị trường. Các bạn luôn có những cái plan, luôn có những cái dự phóng để các bạn có cái sự chuẩn bị. Bởi vì không ai biết. Các anh chị lưu ý, nếu mà đầu tư trong thị trường này thì các bạn khẳng định một điều như thế này nè. Chắc chắn câu chuyện là không thể có ai khẳng định 100% họ sẽ dự phóng sắp tới giá nó đúng, nó đi như thế nào. Và một câu chuyện nữa là cho dù họ dự phóng đúng trong cái đợt vừa rồi, nhưng cái đợt sắp tới thì cũng chưa chắc. Bởi vì trong đầu tư mọi thứ nó đều mang tính xác suất cả thôi. Về dài hạn có thể dự phóng đúng, nhưng trong ngắn hạn, ví dụ một vài tháng thì khó. Và khi có những cái dữ liệu nó mới thì các bạn phải dùng những dữ liệu đó, các bạn dựa vào phân tích. Thì ở đây sẽ có hai cái kịch bản. Một số anh chị sẽ nói là cái kịch bản nó sẽ tăng. Trong lúc đó cá nhân tôi thì tôi thiên về cái kịch bản nó sẽ giảm. Và ở đây thì tôi sẽ đưa ra một số cái cơ sở để cho các bạn thấy là câu chuyện là khả năng cao nó giảm. Các bạn lưu ý, ở đây chỉ là một cái góc nhìn các bạn tham khảo, nó không phải là lời khuyên đầu tư. Bởi vì mỗi người trong chúng ta, các bạn cần phải có cái plan, có cái kế hoạch, có cái dự phóng, và các bạn tuân thủ theo những cái plan, những cái kế hoạch đó. Ở đây chúng ta không quan trọng đúng sai đâu các bạn, quan trọng là các bạn có kiếm được tiền hay là không. Dự phóng sai, nhưng nếu biết mình sai, có cái sự điều chỉnh, vẫn kiếm được tiền bình thường. Rồi, thì quay trở lại nè, tôi không biết những anh chị đã vào thị trường tại cái thời điểm nào, nhưng cá nhân tôi đã vào thị trường ở cái thời điểm cuối năm 2016, và tôi cũng trải qua cái con sóng của năm 2017. Và khi mà con sóng hồi của 2019, các bạn biết giai đoạn mà Bitcoin nằm ở cái vùng mà 3.000, 3.400 ở đây nè. Sau đó Bitcoin tăng lên khoảng tầm 13.000 đô.
và sau đó sideways một cái khoảng trên này, thì rất nhiều anh chị nghĩ rằng giai đoạn này là uptrend rồi. Và lúc này người nhà nhà nó uptrend. Và các anh chị thấy này, sau một cái giai đoạn giá nó rơi tăng giảm, và có một cái thời điểm là Bitcoin là về với cái vùng dưới vùng 4.000 đô. Tức là từ 13.000 đô về dưới 4.000 đô thì các bạn thấy là giảm khoảng tầm gần 75% giá trị. Nó gần 75% giá trị. Thì câu chuyện có khả năng tương tự ở đây. Nhiều anh chị nói với tôi rằng là Bitcoin nó không có khả năng về lại cái vùng 20.000 đô hoặc là 17.000 đô hay 15.000 đô. Cá nhân tôi thì tôi khẳng định các bạn là mọi thứ nó đều có thể xảy ra cả. Các bạn đừng có nhìn cái giá hiện tại xong rồi bắt đầu các bạn khẳng định rằng là gì? À, nó không thể quay trở lại. Chuyện bình thường. Nó cũng giống như một cái nhịp ở đây. Rất nhiều người nói rằng ở đây là đỉnh rồi, đúng không? Sau đó giá nó quay lại retest phá qua cái đỉnh nữa. Rồi nhiều người là nói rằng à, tiếp tục uptrend thì lúc này nó giảm. Đó. Nên á, khi đã đi lâu trong thị trường rồi thì tôi khẳng định với các bạn là cái thứ gì nó cũng có thể xảy ra cả. Và đặc biệt khi mà đám đông, khi mà đám đông không nghĩ rằng kịch bản như thế nó có khả năng xuất hiện thì nó chắc chắn nó sẽ xuất hiện ấy. Bởi vì thị trường này nó luôn chống lại đám đông. Và các bạn thấy là bây giờ đúng là khi mà giá nó tăng, khi Bitcoin nó tăng thì rất nhiều những thông tin tích cực đưa ra để hợp thức hóa cho cái việc là Bitcoin tăng giá. Nhưng chắc chắn đến cái thời điểm mà Bitcoin nó sập thì rất nhiều những cái thông tin đưa ra hợp thức hóa cho cái việc Bitcoin giảm giá. Đó là cái câu chuyện mà thiên nga đen trong thị trường này rồi. Mà các bạn nào mà đã đi nhiều năm với thị trường thì tôi nghĩ các bạn cũng hiểu được những cái chiêu trò, những cái cách làm giá, những cái cách thao túng trong thị trường này. Rồi, quay trở lại với câu chuyện nữa. Thứ nhất là các bạn để ý kỹ là bây giờ hiện tại, thông thường cá nhân tôi quan sát là sau một con sóng lớn, tức là khi mà một cái con sóng lớn mà uptrend nó xuất hiện thì trước đó nó phải là một cái giai đoạn rũ bỏ, một cái giai đoạn làm cho thị trường nó thật là chán nản, làm cho đám đông họ rời bỏ thị trường, làm cho đám đông là không còn niềm tin vào thị trường nữa. Lúc này họ bán tháo, họ rời đi. Thì lúc này cái nhóm market maker, cái nhóm cá mập họ mới gom được hàng. Còn câu chuyện bây giờ các anh chị cứ để ý kỹ là bây giờ đám đông họ nắm rất nhiều oncoin. Mà cá mập đẩy lên bây giờ nữa thì họ sẽ bị thiệt. Và tôi nghĩ họ không dài để họ đẩy lên bây giờ. Tất nhiên những anh chị mà các bạn đầu tư, các bạn nhìn vào giá thì đúng, lúc này giá Bitcoin đang rất là tăng. Nhưng câu chuyện nếu các bạn để ý kỹ mà bài toán làm giá, bài toán về dòng tiền, thì bây giờ là một cái giai đoạn mà cá mập họ chưa có gom đủ hàng. Cá nhân tôi nhìn thấy như vậy. Và rất nhiều oncoin là bây giờ cộng đồng nắm rất là nhiều. Trong giai đoạn vừa rồi họ mua ở đây, thì tôi thấy cũng rất nhiều người đu đỉnh vẫn chưa có nhả. Các bạn quan sát kỹ đi, Bitcoin bây giờ là nằm ở cái vùng này. Tức là Bitcoin đã tăng lên từ cái giai đoạn đáy đi lên ở vùng này là tăng khoảng tầm 132%. Và cách cái vùng đỉnh là khoảng tầm là một nửa, khoảng tầm 50%. Tức là Bitcoin giá bây giờ đang chia 2 so với vùng đỉnh. Nhưng nếu các bạn quan sát kỹ những cái altcoin mà coi top thì đang chia 5, chia 7, chia 10. Rất là nhiều. Đó, thì câu chuyện các bạn hãy tưởng tượng hình dung xem, nếu sắp tới Bitcoin quay lại về retest tại cái vùng ở trên cái đường trendline này, về tại vùng ví dụ như 22.000 đô, 20.000 đô thôi, thì câu chuyện các bạn nghĩ xem altcoin sẽ chia bao nhiêu lần so với cái giá ở hiện tại. Đó là những cái thứ các bạn cần cân nhắc. Và nhiều người cứ nói với tôi rằng là altcoin đã không còn vùng mua tốt nữa. Nhưng mà với cá nhân tôi vẫn kiên định cái việc là sẽ còn cái vùng mua. Và tới cái thời điểm đó sợ các bạn không dám mua nữa cơ. Một cái điều nữa các bạn thấy bây giờ dòng tiền vào trong thị trường rất là ít. Tại sao? Tại vì nếu các bạn quan sát về kinh tế vĩ mô, các bạn thấy bây giờ kinh tế đang rất là khó khăn. Và tiền ở bên ngoài nó đang rất là ít. Và có khả năng sắp tới cũng là một cái đợt rũ bỏ, một cái đợt thanh lọc. Nó trùng với cái chu kỳ kinh tế. Bởi vì nếu bây giờ các bạn nhìn ngoài về kinh doanh này, truyền thống đang rất là khó khăn. Những cái mặt bằng thì trả lại liên tục, trống trơn luôn này. Rồi bất động sản thì đang là đứng này. Đứng hình luôn rồi. Và các bạn thấy là những cái đại án đúng không? Mình quan sát ở Việt Nam thôi, còn ở trên thế giới cũng tương tự như vậy. Và chiến tranh nổ ra nữa. Và bây giờ những cái thị trường tài chính khác nó cũng rất là ảm đạm. Dòng tiền trong người chơi cũng rất là ít. Thì câu chuyện để muốn đẩy lên thế thì bây giờ đẩy lên là tiền ở đâu người ta cho vào thị trường? Khó.
Các bạn thấy á, nhiều bạn nói với tôi là cái đợt Covid giá nó vẫn tăng. Tức là trong cái giai đoạn mà thị trường nó ảm đạm, cái đợt mà gọi là kinh tế ảm đạm, tức là cái đợt Covid mới bắt đầu, thì thị trường đẩy lên rất là mạnh. Nếu các bạn chịu khó, các bạn quan sát kỹ một xíu, thì các bạn sẽ thấy là thời điểm mà Covid, thì thời điểm đó khi mà mới bắt đầu Covid thì tiền trong danh họ rất là nhiều, giống như họ mới bị bệnh thôi, thì sức khỏe nó còn rất là tốt. Và lúc này là họ có dư tiền để đầu tư. Nhưng bây giờ sau 2 năm mà Covid thì lúc này tiền dự trữ xài hết trơn rồi. Và lúc này là những cái khó khăn nó bắt đầu nó ập đến. Tức là tiền dự trữ, rồi rất nhiều những cái bạn về kinh doanh truyền thống, đúng không? Các bạn gồng trong 1 năm, 2 năm, bây giờ tiền gần như là cạn rồi. Thì bây giờ dòng tiền đâu đổ vào thị trường? Thì cá nhân tôi vẫn nhận định cái nhịp này vẫn là một cái nhịp hồi trong cái giai đoạn sống của downtrend thôi. Và chắc chắn câu chuyện là mùa đông thật sự của thị trường chưa đến đâu. Bởi vì tôi thấy là hiện tại bây giờ tại những cái vùng này và những cái dấu hiệu của Oncoin bây giờ, cá mập họ muốn gom đủ thì nó phải có những cái sự gọi là đạp giá xuống. Thì tất nhiên sẽ có rất nhiều anh chị có nhiều góc nhìn, và các bạn lưu ý nè, ở đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi, nó không phải là xem là lời khuyên đầu tư. Ở đây tôi chỉ đưa cho các bạn cái góc nhìn của tôi để các bạn có cái plan, có cái hướng nếu các bạn thấy nó hợp lý. Và tất nhiên nó chỉ dùng tham khảo thôi, nó không phải là lời khuyên đầu tư. Không phải là tôi vô trách nhiệm đâu nha các bạn. Bởi vì khi mà tôi thấy là mỗi chúng ta có một cái plan khác nhau, có một cái hệ quy chiếu khác nhau, thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn khác nhau. Và cái việc mà chúng ta ngồi tranh cãi nó vô nghĩa lắm các bạn. Nó không ý nghĩa gì khi tôi cứ nói các bạn là giá nó tăng hoặc là nó giảm trong lúc các bạn nói cái plan sắp tới, thì nó thực sự nó vô nghĩa lắm. Và có nhiều bạn dự phóng đúng cái nhịp này, nhưng mà chưa chắc nhịp tới các bạn dự phóng đúng đâu nha. Các bạn thấy để ý kỹ là khi mà các bạn đang thắng, cái sự tự tin lên cao thì đôi lúc trí tuệ nó lại đi xuống. Cứ để ý kỹ cái điều đó đi nhá. Rồi, thì tôi sẽ có một số thứ chia sẻ với các bạn như vậy. Nên cá nhân tôi giai đoạn này là giai đoạn mà các bạn hãy nên, phần lớn các bạn chốt, hoặc là các bạn hãy dùng những cái lệnh để các bạn có thể giữ được cái phần lợi nhuận. Trong trường hợp mà thị trường nó giảm sâu, nó có những cái cú sập, thì các bạn giữ được cái phần lợi nhuận của các bạn. Bởi vì các bạn thấy đã lâu lắm rồi tôi thấy là không có những cái cú sập. Thì tôi nghĩ sắp tới nó sẽ có những cái cú như vậy để lại cho đám đông ở trên đỉnh. Nên cái cách của một cái người đầu tư chiến thắng thì họ cần phải biết cái plan của họ như thế nào, và họ cần biết cách rút lui khi mà đang có lợi nhuận, khi những cái dấu hiệu mà thấy bất ổn là mình cần phải thoát rồi. Chờ đợi đến lúc mà nó đau thật sự thì lúc này các bạn trở tay không kịp, đúng không? Thì đó là cái cách mà tôi đầu tư và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn. Đó, thì tất nhiên ở đây nó có hai cái plan, nhưng tôi sẽ thiên về cái plan này hơn. Và tất nhiên nếu mà tại cái vùng này nó có cái sự tích lũy tốt thì câu chuyện là tôi sẽ có những cái phản ứng nó khác. Bởi vì quy tắc của tôi là khi thị trường nó tăng, tức là trong một con sóng tăng, các bạn lưu ý là tức là trong một con sóng tăng thì sẽ có điều chỉnh. Thì quan trọng là tôi sẽ chờ cái điều chỉnh. Nếu mà điều chỉnh giữ giá tốt thì sẽ mua vào, tôi tiếp tục tôi ăn con sóng tăng tiếp. Còn trong trường hợp mà điều chỉnh ở đây mà có dấu hiệu suy yếu thì lúc này là gì? Cân nhắc ở ngoài hoặc là thoát hàng. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Đó. Và hiện tại bây giờ là tôi chờ con sóng điều chỉnh. Đó. Thì đây là cái cách mà tôi đang kiếm được tiền, tôi đang giữ được cái phần lợi nhuận của mình. Và trong cái năm vừa rồi, đó là cái chiến lược tôi thấy là tôi áp dụng nó khá là hiệu quả. Thì tôi chia sẻ với các bạn, thì hy vọng các anh chị có thể nhìn ra được cái điều gì đó nha các bạn. Rồi, quay trở lại thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái việc là kế hoạch, cái chiến lược đầu tư của năm 2024. Các bạn cần phải làm gì? Thì nếu như mà đi theo cái plan của tôi ở hiện tại đây, thì đúng là cái năm 2024 sẽ là một cái năm cực kỳ khó khăn. Ví dụ như cái giai đoạn này á, khi mà một cái con sóng tăng mà các bạn không kiếm được tiền, thì cái năm 2024 nếu mà đi theo cái nhịp down như thế này, thì câu chuyện á, là nếu mà những anh chị nào mà với cái tư duy mà hâu thì chắc chắn các bạn sẽ bị mắc cạn. Trong giai đoạn này nó cũng sẽ có những cái con sóng, có thể là ít 30%, 50%, có thể ít 100%. Nhưng mà để tận dụng được thì các bạn cần phải có những cái chiến lược, cần phải có cái sự hiểu biết, cần phải có cái kỹ năng về giao dịch, cần phải có cái kỹ năng về lướt sóng. Còn nếu mua và nắm giữ, chắc chắn cái câu chuyện là tài khoản các bạn bị chia nhiều lần.
Những anh chị nào mà trải qua tại giai đoạn này rồi sẽ hiểu này. Tôi nói các bạn là tại thời điểm này, có những thời điểm năm 2019 tôi mua OnCoin vào. Và các bạn biết là có những cái danh mục OnCoin mà mua xong nó giảm 70%, 80%. Nên nhiều anh chị cứ nghĩ là bây giờ hiện tại là giá OnCoin, ví dụ một số đồng coin top, các bạn nghĩ rằng là gì, vùng mua tốt rồi mua đi. Thì tôi nói các bạn, cái việc mà OnCoin có thể chỉ 3, chỉ 5 tại cái giá hiện tại là câu chuyện hết sức bình thường. Đừng có ngạc nhiên khi cái điều này nó xảy ra. Bởi vì trong thị trường này, khi mà đi lâu tôi hiểu được, có những cái quy luật, có những cái thứ khi mà đám đông nghĩ rằng nó không thể như vậy thì nó lại như vậy. Đó, thì các bạn luôn có những cái kế hoạch, có những cái dự phóng để chuẩn bị. Thì quay trở lại câu chuyện này, chúng ta cần phải làm gì trong cái năm 2024? Chúng ta cần chuẩn bị những cái gì? Thì ở đây cái plan tôi đã đưa ra cho các bạn rồi. Và tất nhiên là ở đây tôi phải nhắc lại điều này nữa, là mọi thứ nó chỉ mang cái yếu tố tham khảo. Bởi vì tại cái giai đoạn hiện tại bây giờ, với những dữ liệu hiện tại thì đang cho thấy như vậy với cái plan của tôi. Tất nhiên sắp tới sẽ có những cái thông tin mới, những dữ liệu mới, ví dụ như về Bitcoin ETF, về halving, về rất nhiều thứ nữa. Và nếu mà có những cái dấu hiệu mà tích cực thì thị trường nó sẽ tăng tiếp. Còn tất nhiên nếu mà có những cái dấu hiệu tiêu cực, ví dụ như là Bitcoin ETF không được thông qua này, hoặc là các bạn thấy mà có những cái phút của USDT, của stablecoin, thì chắc chắn câu chuyện là thị trường nó sẽ bị đạp rất là sâu. Đó, thì đó là những cái lúc mà đạp sâu như vậy là một lúc rũ bỏ. Thì thường những cái cơ hội ít vài chục lần, vài trăm lần, nó sẽ đến sau một cái giai đoạn mà thị trường cực kỳ chán nản và tuyệt vọng. Và trong thị trường này, đó là cái cơ hội làm giàu thật sự đó các bạn. Đó, nên tôi làm cái video này cũng mong muốn để cho các anh chị có thể nhìn thấy được cái tiềm năng to lớn của thị trường này, để các bạn có cái sự chuẩn bị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi là các bạn đã có được cái sự chuẩn bị gì cho cái năm 2024? Các bạn đã chuẩn bị như thế nào? Thì ở đây chúng ta phải thỏa thuận một cái điều như thế này nè. Chiến lược đầu tư của các bạn trong năm 2024 như thế nào? Về dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Thì khi mà làm việc với khá nhiều những anh chị, tôi cố vấn, tôi coaching, tôi làm việc trong nhóm đầu tư dài hạn, thì tôi thấy như thế này. Mỗi anh chị sẽ có một cái mục tiêu khác nhau. Mỗi anh chị sẽ có những cái chiến lược khác nhau về dài hạn, về trung hạn và ngắn hạn. Ví dụ, có một số anh chị mà chủ doanh nghiệp, một số anh chị mà cái số vốn của họ lớn ấy, khi tôi làm việc với họ thì họ luôn có cái tầm nhìn xa, tức là họ sẵn sàng chờ đợi giá về tại những cái vùng này. Thậm chí những cái vùng trước đây ấy, khi mà tôi cố vấn cho họ thì họ mua tới bây giờ, lên đây chốt rồi, lên đây chốt, về đây có mua lại một xíu, lên đây họ chốt rồi, và với cái tâm thế rất là thoải mái. Nhưng đặc biệt có một số anh chị vốn các bạn nhỏ mà các bạn cứ muốn tận dụng, các bạn muốn là đảo qua nhảy lại, mà đặc biệt không có kỹ năng nữa, thì trong giai đoạn vừa rồi mặc dù cái con sóng tăng nhưng tài khoản của các bạn vẫn bị giảm, vẫn bị thua lỗ. Thậm chí có rất nhiều anh chị là mất toàn bộ tài khoản bởi vì cái việc các bạn giao dịch margin và future trong giá tăng giảm, cuối cùng chẳng còn gì hết. Nên tôi thấy cái việc là cái chiến lược đầu tư, cái tầm nhìn của các bạn, cái tư duy rất quan trọng. Nó quyết định các anh chị có thành công trong thị trường này hay không, có kiếm được tiền, có tạo ra được cái tài sản lớn trong thị trường này hay không. Bởi vì tôi quan sát có rất nhiều anh chị, khi mà tôi cố vấn cho họ, họ chỉ có cái tư duy về đầu tư thôi. Bởi vì họ là những cái người làm chủ doanh nghiệp, họ là những cái người họ có số vốn rất là lớn. Thì câu chuyện là họ có cái tư duy, họ có mindset rất là dài hạn, và họ có tầm thật sự. Ở đây tôi không có ý gì cả nhé các bạn, nhưng các bạn hãy tưởng tượng một cái vấn đề như này này. Những cái người mà họ tạo ra cái số vốn, họ có số vốn vài trăm tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ. Thì câu chuyện là gì? Họ sẽ phải có cái tư duy, cái mindset như thế nào mà họ mới kinh doanh thành công, họ làm business thành công, mới có được số tiền như vậy. Thì với cái tư duy như vậy, họ áp vào trong cái thị trường này, thì cái việc họ nhìn những cái con sóng mà dài hạn nó rất là dễ dàng. Nó khác với rất nhiều anh chị mà các bạn cứ nhìn vào những khung thời gian, ví dụ như H2, H4 hay đến 1 giờ, rất là khó. Và cách của họ là họ đầu tư giá trị, họ đầu tư dài hơi, long term thật sự. Cái vùng mua là vùng nào, và họ kiên nhẫn, họ chờ đợi, và họ không bị áp lực về cơm áo gạo tiền. Đây là thứ rất quan trọng. Còn rất nhiều anh chị, nếu các bạn bị áp lực về cơm áo gạo tiền thì các bạn khó có thể mà đầu tư thành công được. Ở đây rất nhiều anh chị cũng nói với tôi như này này,
bây giờ vốn em bé, em phải làm sao tối ưu được chứ. Chứ bây giờ mà vốn của em mà bé mà biểu em đầu tư dài hạn thì em không làm được. Thì cái câu hỏi tôi đặt ra cho các bạn, các bạn muốn lướt ngắn, muốn tận dụng thì thực ra điều này ai cũng muốn. Cá nhân tôi cũng muốn chứ không phải là không. Tuy nhiên các bạn cần phải thực sự biết được là cái năng lực của các bạn có thực sự có hay là không. Các bạn có kỹ năng thật sự không? Bởi vì muốn kiếm tiền thì ai cũng muốn. Nhưng mà kỹ năng thật sự mình không có thì mình không thể nào mình làm như người khác được. Ví dụ tôi biết cũng có một số ít anh chị họ tận dụng cái margin future rất là tốt tại từng giai đoạn. Nhưng mà tôi quan sát kỹ thì tôi thấy là gần như là 99.9% những cái người mà giao dịch về margin future, mà đặc biệt là những cái bạn mới nữa, thì gần như các bạn thua lỗ và cháy tài khoản. Thì câu hỏi đặt ra là cái bộ môn đó nếu như đám đông hoặc là các bạn không có kỹ năng các bạn áp dụng vào thì câu chuyện chắc chắn là các bạn thua lỗ, các bạn mất tiền. Thực tế nó là vậy. Thì lời khuyên chân thành của tôi là những anh chị các bạn là người mới, những anh chị mà mới bước chân vào thị trường này, hoặc các bạn đã thua lỗ trước đây rồi, các bạn né xa những cái game margin future ra đi. Bởi vì nếu các bạn không có năng lực, các bạn vào trong cái giai đoạn này, ngay cả spot thôi mà mình còn không thể kiếm, mà mình cứ đòi là làm sao mà margin future có thể kiếm được. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Và đặc biệt nữa là tùy từng giai đoạn của thị trường mà mình có cái plan, có những cái mục tiêu thích hợp. Ví dụ giai đoạn thị trường nó có một giai đoạn tích lũy ở đây này. Các bạn biết mà những anh chị nào mà follow theo kênh YouTube á, thì các bạn thấy là tại vùng này là tôi đã nói các bạn á, là cân nhắc xem xét để vào hàng. Bởi vì những cái dấu hiệu trên đồ thị á, các bạn thấy là trên cái chart, trên những cái bộ công cụ chỉ báo thì đều cho thấy cái vùng này là cái vùng có cái sự tích lũy. Tuy nhiên bây giờ giá nó đã nằm ở trên này rồi thì thực sự đã cao rồi, đây không còn là một cái vùng mua đẹp nữa. Và cái việc các anh chị nào mà chịu khó chờ đợi để khi mà RSI nó lại về dưới những cái vùng này này, thì đây là cái cơ hội thật sự cho các bạn. Đó. Nên á, mình phải hiểu cái năng lực của mình. Mình có kỹ năng thì mình có thể lướt ngắn được. Mình không có kỹ năng thì mình không làm như người ta được. Vào thị trường này ai cũng muốn kiếm tiền. Tuy nhiên các bạn muốn nhiều quá. Nhiều anh chị muốn nhiều quá. Mà cái muốn đó nó không có tương ứng với cái năng lực. Thì muốn rất là nhiều nhưng cuối cùng là không kiếm được gì hết trơn. Cuối cùng là vào trong thị trường này, sóng tăng hay sóng giảm cũng đều mất tiền. Và có những lúc các bạn thấy mà chỉ cần ngồi ngoài, ngồi yên, bảo toàn cái thành quả thôi, thì cũng đã mang lại cái lợi nhuận rất là tốt rồi. Nhưng mà có rất nhiều anh chị các bạn không biết được rằng là trong đầu tư mình cần biết giai đoạn nào mình vào, giai đoạn nào mình cần ngồi ngoài thị trường. Ví dụ những anh chị nào mà follow theo cái kênh này, các bạn cũng thấy là cái cách của tôi. Ví dụ ở đây cái nhịp này là khi mà tôi vào ở đây xong thì tôi ở ngoài. Đó, ở đây tôi lại vào xong, lên đây là tôi đã thoát ra ngoài. Đó, về đây tôi lại vào, lên đây tôi thoát ra ngoài. Và nguyên một cái chặng này là tôi đi chơi. Đó, về đây là tôi vẫn không vào, về đây vẫn không vào. Nhưng về đây bắt đầu giữ đáy cao hơn thì tôi có vào một xíu thôi. Đó, thì câu chuyện các bạn thấy quan trọng nhất là các bạn kiếm được tiền xong rồi có biết cách giữ được tiền không. Tôi thấy rất nhiều anh chị các bạn tập trung vào việc kiếm tiền nhưng các bạn quên mất cái việc là bảo toàn cái thành quả của các bạn. Và nhiều anh chị là không bảo toàn thành quả, cho nên bao nhiêu số tiền kiếm được thì mất hết. Thì có những lúc các anh chị cần phải ngồi ngoài bảo toàn cái thành quả của các bạn. Nên cái năm 2024 này, cái chiến lược của các bạn là gì? Chiến lược của tôi là chắc chắn là chiến lược về giữ tiền. Và tất nhiên sẽ có những cái chiến lược mà mình sẽ tận dụng những cái nhịp ngắn hạn để mình gia tăng cái số vốn. Nhưng cái năm 2024 là một cái năm mà tôi đánh giá là cần phải rất là thận trọng. Đó, thì tùy theo chiến lược của một anh chị, chứ không thể nào khuyên là bây giờ nên mua hâu hay là như thế nào. Rất là khó. Rất nhiều anh chị đặt những cái câu hỏi mà thực ra là không phải tôi không muốn giúp các anh chị đâu, mà tôi bị hiểu được rằng nếu mà tôi trả lời với các bạn mà không đầy đủ ý thì vô tình là chỉ hại các bạn thôi, không phải là giúp các anh chị nữa. Nên các anh chị để ý kỹ cái kênh YouTube Tuệ Trading này này, là tôi chia sẻ trên này, các bạn thấy là gần như những tư duy, những mindset, những cái chiến lược về đầu tư mà tôi tin rằng những anh chị có cái chiều sâu thì các bạn sẽ hiểu được cái tâm huyết những cái thứ mà tôi chia sẻ trên này. Và trên này các bạn thấy là tôi chả có lùa gà lùa vịt gì cả, đơn giản là chia sẻ những tư duy, những kiến thức. Trên kênh YouTube này không quảng cáo bất kỳ cho một cái dự án nào,
Mặc dù mỗi ngày là tôi nhận được rất nhiều những cái lời mời về cái việc là hợp tác, dự án, rồi quảng cáo cho sân sàn, rồi những cái dự án. Chỉ cần tôi làm một cái video thôi, rồi sau đó họ cho coi đủ các kiểu. Nhưng cách của tôi là say no. Và tôi chỉ cũng muốn nói với các bạn rằng là trong cái thị trường này, các bạn tuyệt đối đừng tin tưởng ai cả. Kể cả tôi ở đây cũng vậy. Mọi thông tin tôi đưa ra trên kênh YouTube này chỉ mang yếu tố tham khảo. Và cái quyết định đầu tư, quyết định xuống tiền là toàn bộ là của các anh chị. Bởi vì quan trọng nhất là cái kỹ năng xử lý các anh chị, chứ không phải cái việc là các bạn mua đồng coin nào đâu. Đối với tôi là một cái đồng coin, một cái dự án chất lượng là một cái dự án mà mình kiếm được tiền. Bởi vì chúng ta phải ý thức được là vào trong thị trường này chúng ta muốn cái gì. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Hiểu được điều này thì các bạn sẽ có được cái tư duy, cái mindset đầu tư nó khác lắm. Thực tế, thực dụng và rõ ràng. Rồi, thế thì cái chiến lược của các bạn trong năm 2024 này như thế nào? Thì về dài hạn các bạn cần phải làm gì? Trung hạn làm gì? Ngắn hạn như thế nào? Thì tôi đã chia sẻ sơ cho các bạn để các bạn có một cái hướng, các bạn định hướng. Rồi tiếp theo nữa là cái nguồn vốn của các anh chị có thực sự là cái nguồn vốn sẵn sàng cho cái chiến lược dài hạn hay không? Thì rất nhiều anh chị vào trong thị trường này, các bạn cứ đặt cái mục tiêu kiếm tiền. Thế nên tôi thấy rất nhiều anh chị, đặc biệt mà trong cái sóng đao này này, là các bạn gần như vốn bao nhiêu các bạn mất hết toàn bộ. Thì các bạn hãy thận trọng trong cái năm 2024. Nếu như mà thị trường nó đi như thế này thì đây là một cái sóng giảm. Mà nếu các bạn chỉ với cái tư duy hâu mua và nắm giữ thì hãy coi chừng. Bởi vì là cái khả năng câu chuyện là trong giai đoạn này nó cực kỳ chán nản, sau đó nó sẽ sideways một cái khoản nữa. Và đặc biệt là thị trường nó có khả năng nó trùng với cái chu kỳ của kinh tế. Thì lúc này nếu mà vốn các bạn là vốn vay mượn, vốn không sẵn sàng, thì chắc chắn các bạn đã thua ngay từ đầu tiên bước vào cái cuộc chiến rồi. Những cái nhà đầu tư, những cái tổ chức lớn, họ đầu tư theo quý, họ đầu tư theo nhiều năm. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Thì câu chuyện là họ luôn quan sát cái khung thời gian tuần và họ luôn sẵn sàng cho những cái kế hoạch 3 năm, 5 năm, 10 năm. Thật sự nghiêm túc. Còn tôi không biết các anh chị như thế nào. Thế nên lời khuyên chân thành của tôi dành cho các bạn là nguồn vốn của các bạn đầu tư vào trong thị trường này phải là vốn nhàn rỗi thật sự và vốn cho cái việc sẵn sàng mất đi. Và khi các bạn đầu tư với cái nguồn vốn như vậy thì cùng một cái vùng mua, cùng một cái đồng coin, cùng sở hữu một cái loại tài sản, nhưng mà tâm thế nó khác nhau lắm. Bản thân tôi cố vấn, tư vấn cho rất nhiều những anh chị và tôi cũng làm việc với rất nhiều bạn thì tôi phát hiện những điều như này. Cũng mua một cái vùng giá này. Đó, cũng là mua được tại một cái vùng giá này. Nhưng chỉ số ít là họ giữ được. Những anh chị mà tôi cố vấn thì họ giữ được rất là tốt tại vùng giá này. Lên trên này thì họ bán rất là nhẹ nhàng. Nhưng những anh chị mà các bạn số vốn nhỏ thì các bạn cứ xào chẻ, bay đồng này, bay đồng kia, nhảy qua nhảy về. Cuối cùng đi lên trên này tài khoản không tăng lên được nhiều. Thậm chí có một số bạn thua. Nên đừng có nghĩ là cùng học một cái kiến thức, cùng một cái người hướng dẫn mà các bạn đặt rằng là thành công của các bạn vào trong một cái người hướng dẫn đó. Không phải đâu các bạn. Thành công nó quyết định bởi cái sự hiểu biết của các bạn, cái hành động của các bạn. Và cái hành động đó nó dựa trên cái sự hiểu biết, dựa trên cái nguồn vốn. Nguồn vốn cực kỳ quan trọng. Khi mà đi trong thị trường này thì tôi phát hiện ra rằng các bạn, nguồn vốn cực kỳ quan trọng. Nếu mà vốn các bạn không sẵn sàng thì các bạn đã thua ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến rồi. Rất là quan trọng. Mà rất nhiều anh chị cứ nghĩ rằng là xem thường. Rồi nhiều anh chị là cứ đặt cái câu hỏi là vốn em bé thì bây giờ em muốn tối ưu phải làm sao. Thì tôi nói các bạn này, quy tắc thôi. Vốn mình bé thì bây giờ mình cần phải giỏi. Mà muốn giỏi thì phải học và thực hành rất là nhiều. Bây giờ học thì lười, thực hành thì không muốn. Đấy, mà bây giờ cứ đòi vào là ăn, đòi lướt, đòi đi xin kèo. Nên tại sao các bạn thấy là bây giờ là rất nhiều những cái hội nhóm xe kèo mọc lên đúng không? Nhiều lắm. Các bạn tìm khắp ở Việt Nam mình chắc cũng phải tầm vài trăm nhóm. Đúng không? Nhưng tại sao ở đây của tôi là tôi sẽ không có một cái nhóm xe kèo nào? Bởi vì tôi biết là cái việc mà đến với nhau mà bằng xe kèo thì đến với nhau bằng cái quyền lợi gọi là lợi ích thì ra đi rất là mau. Cá nhân tôi đã làm việc với rất nhiều anh chị nhà đầu tư và tôi thấy được một điều là cái việc mà cho kèo như vậy nó không có bền các bạn. Không có bền. Bởi vì các bạn không có kỹ năng xử lý. Cho kèo thì có lúc thắng lúc thua chứ. Và lúc thua các bạn không có kỹ năng xử lý thì bao nhiêu cái kèo thắng trước đó nó vô nghĩa, nó không còn một cái giá trị gì hết. Đã trải qua rồi nên tôi hiểu. Nên lời khuyên chân thành của tôi này, nguồn vốn phải là vốn thật sự nhàn rỗi.
vốn không vay mượn, vốn phải dài hạn, thì mình phải có rất nhiều cách để mình tạo nguồn vốn, mình đầu tư trong thị trường này. Và cách của tôi rất thích làm việc với những anh chị đã có những trải nghiệm và nguồn vốn của họ thực sự sẵn sàng. Tất nhiên ở đây tôi không có ý phân biệt gì đâu các bạn. Chúng ta vào trong thị trường này thì đều mong muốn là kiếm tiền, đều mong muốn tạo được cái sự đột biến về tài chính. Nhưng thực sự để mà làm việc dễ dàng á, thì tôi thấy là làm việc rất là dễ với những anh chị mà tư duy dài hạn thật sự và họ có nguồn vốn sẵn sàng. Còn những anh chị đặc biệt vay mượn cầm cố, ví dụ như có một số bạn đặt cái câu hỏi với tôi như thế này này, không trả lời được các bạn. Ví dụ bạn đặt câu hỏi với tôi là: anh ơi, tại giai đoạn này anh chỉ cần cho em một cái đồng coi nào đó, một cái kèo nào đó, mà chỉ cần x2 thôi, em không cần x3, x5, x10 đâu, em chỉ cần x2 thôi, hoặc là x50% thôi, tăng 50% thôi. Bây giờ em đang mượn của người này người kia số tiền ví dụ như 1 tỷ, bây giờ em chỉ cần là x50% thôi, tức là 1 tỷ em đầu tư vào em kiếm 500 triệu được là ngon rồi. Bây giờ anh cho em một kèo nào đi, em chỉ mua một phát thôi. Tôi nói các bạn làm sao dám. Các chị hiểu vấn đề không ạ? Nếu mà thực sự cá nhân tôi mà biết chắc chắn điều đó nó có thể xảy ra thì chắc chắn tôi cũng làm như vậy rồi. Nhưng mà trong quá khứ tôi đã từng nhiều lần làm như vậy, thì sau đó câu chuyện là tới bây giờ không dám làm nữa. Thì nói các bạn là nguồn vốn, nếu các bạn không sẵn sàng thì các bạn mua Bitcoin tại vùng này nè. Tôi ví dụ nha, các bạn mua Bitcoin tại vùng này đi, đúng không? Xong mua xong nó giảm về đây, mất bao nhiêu phần trăm giá trị? Mất 20%, 22% giá trị là bắt đầu là nóng gọi là ăn ngủ không yên rồi, đúng không? Thực tế nó làm như vậy. Nên cách của tôi, tôi chia sẻ các anh chị thực tế mà nó thô nhưng mà nó thật các bạn. Nên tại sao những anh chị mà họ vào làm việc với tôi là đầu tiên tài chính các bạn ấy phải vững. Và một điều quan trọng nữa là tư duy mindset phải chuẩn. Ở đây không phải là những anh chị tài chính vững là các bạn phải có nhiều tiền, nó không phải các bạn. Mà là các anh chị phải ý thức dài hơi long thơm. Thì khi đó mình làm việc với nhau nó mới dễ dàng được. Nên cách của tôi làm việc, tôi rất là kén chọn những anh chị học viên. Tôi rất là kén chọn những cái anh chị mà nhà đầu tư. Tôi rất là kén chọn những anh chị mà tôi cố vấn với họ. Các bạn biết những anh chị mà tôi cố vấn, tôi coaching, tôi làm việc với nhau là làm việc một một. Và làm việc, ngồi với nhau làm việc giống như tôi đang làm việc với các anh chị này. Trao đổi, đặt câu hỏi và cái kỹ năng xử lý. Thì bây giờ thị trường đi lên, đi xuống hay đi ngang, đi như thế nào, họ đều biết cách xử lý. Mà xử lý có lợi cho họ nhé. Tức là nếu các bạn ý thức được rằng giá nó có khả năng đi xuống này, thì trên này các bạn thoát đi. Các bạn kiên nhẫn, các bạn chờ mua dưới này, gấp đôi số coi, sướng không? Đấy, chỉ có một việc kiên nhẫn chờ đợi. Trong đầu tư cái sự kiên nhẫn rất là quan trọng. Và kiên nhẫn, được kiên nhẫn thì phải có kiến thức và nguồn vốn phải sẵn sàng. Chứ bây giờ vốn vay mượn, bây giờ đi vay mượn tới tháng phải trả lãi. Rồi vốn mà kiểu mà bây giờ xã hội đen đang đứng mà chờ các bạn, thì các bạn tưởng tượng xem các bạn có tâm an được không? Nếu như mà mua xong nó giảm. Còn cái người mà vốn sẵn sàng khỏe lắm, họ lên xuống cũng kệ, họ dài hạn được. Rồi thậm chí họ còn có tiền mua thêm nữa, đúng không? DCA nữa. Đó, thì đó những thứ mà tôi phải trao đổi để các bạn hiểu. Rồi một cái điều nữa là các bạn đã trang bị được cái kiến thức để có thể tự tin tạo ra được lợi nhuận trong năm 2024 không? Điều đầu tiên tôi nói các bạn này, ví dụ năm 2024 giá thị trường nó sẽ đau đó. Tức là năm 2024 tôi giả sử thôi nha, là năm 2024 nó sẽ là một cái nhịp đau tiếp trong cái quá trình thị trường nó điều chỉnh. Thế thì các bạn có tự tin là trong cái nhịp đau như thế này các bạn có kiếm được tiền không? Tôi biết rất nhiều anh chị sẽ rất là băn khoăn, bởi vì là trong cái nhịp mà thị trường nó úp như thế này này cũng không kiếm được, thì bây giờ mà nó đau như thế này làm sao kiếm, đúng không? Làm sao tạo ra được lợi nhuận? Thì chắc chắn trong cái giai đoạn này này, với cái việc mà các bạn hiểu được thị trường nó có cái điều chỉnh, thì các bạn phải lên cái plan, lên cái kế hoạch dự phóng như thế nào, lúc nào mình cần vào lướt, lúc nào mình cần ngồi ngoài, cách tạo nguồn tiền như thế nào, buộc lòng mình phải lên cái plan ngay từ bây giờ. Thì các bạn cần phải trang bị những kỹ năng, những kiến thức thôi. Đó. Thì các bạn hãy tưởng tượng này, đây là một cái câu nói rất là hay mà thực ra tôi rất là thích. Cái câu nói mà lên xuống đều vui các bạn. Nếu các anh chị thực sự hiểu thì các bạn sẽ thấy được cái tinh túy trong cái điều đó. Một cái nhà đầu tư chuyên nghiệp thật sự, các bạn hãy tưởng tượng là lên trên này họ bán ra, xong về đây họ lại mua vào, thì họ tăng được bao nhiêu số coin, đúng không? Lên đây họ lại bán ra, họ chờ về đây họ lại mua vào. Thì để làm được điều đó thì đòi hỏi phải có kiến thức, chứ không có kiến thức thì sao làm. Nhưng các chị thấy là khi mà cái người họ bán được trên này mà giá nó đâm xuống dưới này này, họ có vui không? Quá vui luôn các bạn. Còn mua được ở dưới này xong giá nó tăng lên,
thì vui không? Vui. Nên tại sao là cái câu nói lên xuống đều vui với các bạn? Tôi cũng có những người thầy, mà có người thầy nói với tôi ấy, là em hãy làm sao mà bày binh bố trận để cho lên xuống nó đều vui. Thì ngày trước tôi không hiểu các bạn. Trước đó tôi không hiểu. Tôi nói là ủa tại sao mà lên thì vui, đúng là vui thiệt, nhưng xuống thì buồn chứ, quá buồn luôn. Nhưng mà tại sao lên xuống đều vui? Thì sau này tôi hiểu, thị trường nó càng có những con sóng mạnh tôi lại càng thích. Bởi vì đó là cái cơ hội mà nó thanh lọc. Đó là cái cơ hội mình có khả năng mua được những đồng coin với giá tuyệt vời. Và tôi chờ đợi cái nhịp này. Tất nhiên nhiều anh chị nói tôi ảo tưởng gì đó, nhưng mà thời gian sẽ trả lời. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Đó. Thì quay trở lại câu chuyện là các bạn có trang bị được kiến thức chưa? Chưa thì buộc lòng mình phải trang bị, mình phải học thôi. À, bao nhiêu anh chị trong cái livestream các bạn đang xem cái livestream này này, xem cái video này, thì các bạn có thực sự ý thức được rằng là trong thị trường này muốn đầu tư thành công á, gọi là muốn kiếm được tiền á, thì mình cần phải học không? Học rất là nhiều lắm các bạn. Cái việc tự học á nha, đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm, chiêm nghiệm rất là nhiều. Chứ đâu phải là vào xong xem cái video. Nhiều anh chị vui lắm nói với tôi là video của anh em xem hết trơn rồi, nhưng mà em đầu tư vẫn mất tiền, tại giai đoạn đó em vẫn không có xử lý được. Thì tôi nói các bạn á, là những cái kiến thức ở đây này, tôi chia sẻ cho các bạn, nếu các bạn chỉ dừng lại mức độ xem á, thì các bạn chỉ xem, chỉ biết thôi, còn hiểu thì chưa chắc nha. Làm được hay không lại là một câu chuyện khác. Nó cũng giống như kiểu mà tập bơi vậy đó. Các anh chị hãy tưởng tượng các bạn tập bơi, xong các bạn lên trên YouTube, ta bạn gõ cái cách bơi này bơi kia đúng không? Trong đó các bạn nghĩ xem là các bạn xem xong cái video đó xong thả các bạn xuống hồ, các bạn biết bơi không? Làm sao biết được đúng không? Mình chính mình phải làm cơ. Là lúc đó mình mới thực sự hiểu được. Lúc đó mình mới nắm được cái tinh túy được. Tức là để có thể xử lý được những cái lần như thế này. Thì câu chuyện á, là các bạn biết chắc chắn tôi cũng trải qua những lần đu đỉnh rồi. Đu đỉnh nhiều thì mình mới biết đường câu chuyện về bờ. Tức là xa bờ nhiều lần mới biết câu chuyện về bờ, thì kỹ năng xử lý nó hình thành nên được. Chứ đâu phải ai tự nhiên mới sinh ra đã giỏi đâu các bạn. Đâu phải ai tự nhiên là mới sinh ra là một nhà đầu tư thành công đâu. Không phải. Mà tôi khẳng định với các bạn luôn là những cái người họ có cái thành quả thì họ đã trải qua rất nhiều lần là lên bờ xuống ruộng, chết đi sống lại, thập tử nhất sinh rồi. Nhưng chẳng qua họ không nói cho các bạn thôi. Còn cá nhân tôi chia sẻ thẳng thắn hết. Người nào họ có kỹ năng xử lý, tức là đã đu đỉnh nhiều lần rồi, và họ đau đáu, họ băn khoăn, họ trăn trở, thì họ sẽ tìm cách, họ có cái giải pháp để không để điều đó xảy ra. Và tất nhiên nếu mà có thì họ có phương án xử lý để không để cái tình trạng nó phức tạp hơn. Đấy. Còn nếu mà không biết thì sao? Cứ mua trên này xong rồi nắm giữ. Bây giờ nhiều bạn mua xong, và tôi biết chắc chắn là có rất nhiều bạn chắc chắn giai đoạn tới đây này sẽ rất là gọi là khó khăn. Rồi lúc này bắt đầu là cầu cứu đủ các kiểu. Cứ để xem đi, các bạn cứ để xem. Tôi tin chắc chắn cái điều này nó sẽ xảy ra. Bởi vì đám đông họ luôn á, là cái nhóm mất tiền trong thị trường này, cho dù tôi nỗ lực thế nào đi chăng nữa. Nên cái cách mà cái kênh Tuệ Trading này truyền đạt đó, là chỉ đến một số ít anh chị hữu duyên thôi. Bởi vì thị trường này muốn phát triển thì đám đông chắc chắn là những người mới, những cái new buy họ tham gia vào trong thị trường, càng nhiều càng tốt. Và khi new buy tham gia vào càng nhiều càng tốt thì câu chuyện là gì? Câu chuyện new buy tham gia vào càng nhiều càng tốt thì câu chuyện là thị trường nó phát triển mạnh đúng không? Đó, câu chuyện nó sẽ là như vậy. Rồi, tiếp tục này. Theo các bạn là cái yếu tố nào giúp các bạn kiếm được tiền? Có phải phân tích kỹ thuật là yếu tố tiên quyết? Thực sự phải không? Thì tôi khẳng định với các bạn là đừng có lầm tưởng. Ở đây tôi chia sẻ rất là nhiều trên cái kênh YouTube này. Các bạn thấy trong này sẽ có rất là nhiều những cái kiến thức về phân tích kỹ thuật với vân đủ các kiểu. Nhưng các bạn nhớ kỹ này, phân tích kỹ thuật chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Bởi vì một cái tư duy đầu tư rất quan trọng. Tôi lấy cho bạn một cái ví dụ này để các bạn hiểu này. Khi tôi cố vấn cho một số anh chị á, họ có số vốn lớn, tôi khẳng định với các bạn là họ không hiểu gì về các cái bộ công cụ chỉ báo lắm đâu. Họ chỉ biết sơ sơ thôi. Tôi chỉ nói với họ rất đơn giản là anh chị chỉ cần sử dụng cho em cái bộ công cụ RSI là được. Anh chị thấy khi nào mà RSI nó về dưới cái vùng 30, RSI của khung tuần mà về dưới vùng 30 hoặc là gần cái vùng 30 thì đó là cơ hội đẹp đó. Thì lúc đó anh chị cứ vào anh chị mua là được. Thì họ áp dụng như vậy đó các bạn. Và các bạn thấy là câu chuyện thực ra phân tích kỹ thuật nó dễ lắm, nó không khó đâu. Nhưng đôi lúc các bạn phức tạp hóa nó lên, và có những lúc các anh chị thần thánh hóa nó. Các anh chị cuối cùng các bạn nghĩ các bạn học cho lắm, xong các bạn bay vào những khung thời gian nhỏ, cuối cùng là các bạn mua bán loạn xạ hết, chẳng có một cái chiến lược, chẳng có một cái kế hoạch. Cuối cùng á là tài khoản sau một cái nhịp tăng
thì không còn gì hết. Cứ nghiệm lại mà xem. Đó là lý do tại sao tôi nói các bạn là phân tích kỹ thuật nó không phải là yếu tố tiên quyết giúp các bạn kiếm được tiền đâu. Mà trong đầu tư, cái tư duy đúng nó rất là quan trọng. Tư duy các bạn đúng thì cái hành động của các bạn mới đúng, và lúc này các bạn mới có cái kết quả tốt được. Còn nếu tư duy mà sai, nó sẽ dẫn đến cái hành động sai, và đó, cái kết quả tất yếu là cái kết quả bạn không được có tốt rồi. Nên nhiều anh chị các bạn thấy là các bạn cứ bay nhảy sau một cái nhịp cho đã, cuối cùng tới bây giờ tổng kết lại thì tài khoản chả tăng được bao nhiêu cả. Quan sát kỹ đi, đúng không? Đó là tôi chưa nói là cái nhịp này là nhịp úp nha, úp mini úp nha. Còn cái nhịp mà mini down sắp tới mà một cái mùa đông thực sự kéo đến nữa, thì tôi nghĩ chắc chắn là cái sự thanh lọc, cái sự đào thải rất kinh khủng. Và tôi vẫn chờ đợi một cái cú đạp của thị trường. Tôi nghĩ sẽ có một cái cú đạp rất là mạnh nha các bạn. Rồi tiếp tục này. Các bạn có hiểu về những cái kiến thức lõi của thị trường các bạn? Thực ra trong đầu tư, cái kiến thức lõi nó rất là quan trọng. Hiểu về những cái kỹ năng xử lý khi thị trường nó đi ngược xu hướng, và các cái chiến lược tận dụng sóng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, các bạn đã thực sự vững chưa? Đây là cái thứ mà tôi khẳng định với các bạn là sẽ rất là hữu dụng trong cái nhịp sắp tới. Rồi hiểu về bài toán làm giá của cá mập. Nếu các bạn hiểu về bài toán làm giá của cá mập thì các bạn biết rằng đây là một cái vùng phân phối rồi. Và nếu muốn mua vào thì chờ nó điều chỉnh đã. Chứ trên này sao mua được? Mà muốn điều chỉnh thì phải có thời gian này. Những nhịp trước nó đã cho các bạn thấy rồi đúng không? Ví dụ nhịp này, nó sau khi nó tăng trên đỉnh này thì các bạn thấy nó mất thời gian, nó phải chạy về đây mất bao lâu, đúng không? Đo lường ra mất bao lâu. Ở đây các bạn thấy trên nhịp này xuống đây mất bao lâu? 60 ngày. Đấy, mất tới 2 tháng trời đúng không? Nhịp này cũng vậy, nó tăng lên trên này xong, đúng không? Chờ nó giảm xuống về đây mất bao nhiêu ngày? 80 ngày. Đấy thì trên này cũng tương tự, nó phải mất một cái thời gian nó mới giảm xuống đây chứ, nó phải giảm liền được. Nhưng mà nhiều anh chị cứ mua bán tại cái vùng này. Và đặc biệt các bạn thấy là cái vùng này là một cái vùng mà thị trường nó đang quét trong nến đúng không? Đó, nó quét trong nến để lấy tiền của các anh em long sọt thôi. Đó, thì làm sao đừng để mất tiền trong những giai đoạn này. Thì những thứ này là những cái thứ mà tôi chia sẻ rất là nhiều trong cái khóa học này. Rồi, một cái điều tôi muốn hỏi các bạn nha, là cái đích đến của các bạn thật sự trong đầu tư là gì? Mong muốn thật sự của các bạn. Có rất nhiều người cứ nói với tôi là em vào đây kiếm tiền chứ. Nhưng thực ra các bạn chưa thực sự hiểu được cái cách các bạn kiếm tiền. Các bạn chưa thực sự hiểu được cái mong muốn thật sự của các bạn. Có nhiều anh chị tôi biết các bạn kiếm tiền xong các bạn cứ 24-24 trong thị trường, cuối cùng là các bạn bị mắc kẹt luôn. Và nhiều anh chị các bạn loay hoay vào trong đó, các bạn làm một cái trader theo kiểu là cứ mua mua bán bán, mua mua bán bán, rất là loạn xạ. Thì lời khuyên chân thành của tôi dành cho các bạn, cái đích đến của đầu tư là hãy làm sao tích lũy và gia tăng được cái tài sản. Thị trường này sẽ còn phát triển rất là mạnh, và tất nhiên là các bạn hãy tận dụng cái tính chu kỳ của thị trường. Thì khi quan trọng tại cái thời điểm mà khi mà Bitcoin nó lên trên khoảng tầm ví dụ như một vùng 100.000 đô, 200.000 đô, tôi ví dụ nha các bạn, bởi vì ví dụ như mùa tới chắc chắn có chuyện là Bitcoin nó sẽ vượt cái vùng 68.000 đô này, nó sẽ đi lên một cái vùng cao trên này. Thì tại cái vùng trên đó, giá trị tài sản của các bạn như thế nào, đó là cái thứ quan trọng. Thì các bạn cần phải có chiến lược tại những cái vùng này các bạn tối ưu, để khi mà lên đó các bạn biết cách các bạn gia tăng cái tài sản của các bạn. Thì đó là cái thứ rất quan trọng. Thì các bạn cần phải biết đích đến của các bạn, các bạn cần phải biết cái mong muốn thật sự của các bạn là gì. Nhiều anh chị vào cứ là mua mua bán bán, đầu tư đâu phải là hành động mua bán đâu các bạn, mà là mình phải biết cái cách, cái chiến lược đầu tư. Thì những thứ này các bạn cần phải đào sâu vào đấy, chứ còn mà không thể nào trong một sớm một chiều nói chuyện với các bạn hiểu được. Thì mong muốn của tôi là đưa ra những cái gợi ý ở đây để các anh chị thực sự ngồi xuống, các bạn đặt cái câu hỏi cho chính bản thân các bạn là các bạn đã thực sự vững vàng chưa? Các bạn thực sự có những cái thứ mà tôi đang chia sẻ với các bạn ở đây chưa? Thì đây là những cái thứ nó rất quan trọng, các bạn cần phải thực sự hiểu được. Còn nếu các anh chị không hiểu được thì các bạn là một cái nhóm mất tiền trong thị trường này, đó là điều chắc chắn. Đó, thì ở đây các bạn biết trên cái kênh YouTube này tôi chia sẻ cho các anh chị rất là nhiều những cái kiến thức. Và chắc chắn trong tương lai tôi cũng sẽ cập nhật cho các bạn rất là nhiều những cái kiến thức về đầu tư, những chiến lược. Thì những anh chị nào mà các bạn chịu khó đào sâu, các bạn xem đi xem lại những cái video của tôi, thì tôi nghĩ nó cũng giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong cái việc các bạn định hướng đầu tư, các bạn tận dụng trong cái chu kỳ sắp tới. Đặc biệt trong này nó sẽ có rất nhiều những cái chuỗi video. Ví dụ như là cái chuỗi video về phân tích kỹ thuật nè, rồi chuỗi video về cái việc là gì các bạn thấy trong này này,
đó có vẻ nhập môn đầu tư này, những cái bạn mới đầu tiên vào giữ tiền cái đã, học cách giữ tiền thì trong này nói hết rồi. Nhiều anh chị nói với tôi là bây giờ em chưa có tích lũy được tài sản, chưa có cách mà làm sao tích lũy được tiền để đầu tư, thì xem cái chuỗi video thoát nghèo đi làm giàu này, xem đi. Tôi nói các bạn là cái chuỗi này chuỗi đáng giá đấy. Rồi tiếp tục nè, về cái tư duy chiến lược đầu tư rất là nhiều. Cái podcast này cũng là một cái nơi mà tôi chia sẻ cái hành trình tôi đầu tư, cũng như là chia sẻ các bạn cái tư duy phát triển bản thân đó. Thì khi mà tôi chia sẻ trên kênh YouTube này, đặc biệt trên website này nữa các bạn này, trên website của Tuệ Trading thì sẽ có rất nhiều những cái bài viết chia sẻ cho các bạn về tư duy về đầu tư, về trading mà tôi đã trải nghiệm trong một quá trình rất là dài, thì tôi chia sẻ ở đây. Thì tất nhiên khi mà tôi chia sẻ trên kênh YouTube á, thì có rất nhiều anh chị các bạn muốn làm việc sâu hơn với mình, thì ở đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số thứ mà trong cái năm 2024 thì Tuệ Trading sẽ định hướng hướng đến. Thì cái đầu tiên á, các bạn để ý kỹ thì tôi có một cái khóa học hiểu đúng về thị trường crypto và các cái chiến lược đầu tư dài hạn. Thì đây là một cái khóa học mà nó trang bị những cái kiến thức cơ bản basic nhất để cho các anh chị có thể tận dụng được cái con sóng trong giai đoạn sắp tới. Và trong cái khóa học này á, tôi nói cho các bạn để các bạn hiểu được là cái lõi của thị trường như thế nào. Tức là ở ngoài kia có rất nhiều người họ không chia sẻ sự thật với các bạn về cái thị trường này. Riêng cá nhân tôi, khi tôi làm cái kênh YouTube Tuệ Trading này, tôi làm cái khóa học này thì tôi mong muốn các bạn hiểu được bản chất thật sự, để cái việc đầu tiên các bạn không ảo tưởng. Cái việc thứ hai, các bạn cần phải trang bị cái kiến thức để các bạn có thể đi dài hạn với thị trường. Điều thứ ba, sau khi các bạn tồn tại được thì các bạn mới biết cách là kiếm được tiền và tận dụng. Thì cái khóa học này cái giá nó rất là rẻ, nó phù hợp với rất nhiều anh chị, đặc biệt là những anh chị mới bước chân vào trong thị trường, hoặc là những bạn mà thua lỗ, các bạn không có được cái định hình, thì các bạn hãy nên học cái khóa học này. Thì cái link của khóa học tôi cũng sẽ để dưới cái video ở đây. Rồi tiếp tục, những anh chị nào mà đã biết về Tuệ Trading trong một cái thời gian khoảng tầm 4-5 năm, thì các bạn biết là tôi có một cái nhóm đầu tư, tôi hướng dẫn các anh chị ấy là cái thời gian đồng hành của các bạn là 1 năm. Và tôi làm cái điều này tới năm nay là gần năm thứ 5 rồi các bạn, qua năm thứ 4 rồi, gần hết năm thứ 4. Thì câu chuyện là để đầu tư thành công, các bạn biết không thể nào trong một sớm một chiều đâu. Các bạn học chương trình cao đẳng đại học này để có một cái nghề, ra ngoài đi làm thuê thôi, các bạn thấy các bạn mất từ 3 đến 5 năm. Nhưng với một cái thị trường đầu tư tài chính, nơi mà một cái thứ nó rất là khó, mà các anh chị cứ nghĩ là vào trong thị trường này các bạn dễ dàng kiếm tiền, thì tôi khẳng định với các bạn đó là điều không thể. Tôi không thể nào nói những cái lời sáo rỗng, mà tôi phải nói với các bạn là thị trường này là một cái thị trường rất là khắc nghiệt. Những cái kiến thức các bạn học được thì các bạn cần trải nghiệm đi cùng với thị trường rất là nhiều, thì lúc đó các bạn mới có thể thành thạo được. Thì trong cái khóa học này là tôi đồng hành cùng các bạn 1 năm, với bên cạnh đó có một group chat tương tác liên tục, rồi chúng ta sẽ có những cái buổi Zoom hàng tuần, và thậm chí các bạn có những cái gì thắc mắc thì các bạn sẽ có thể Zoom hỏi đáp cùng với tôi, và luôn có bộ phận support hỗ trợ cho các bạn. Ví dụ từ những vấn đề nhỏ nhất, tạo tài khoản như thế nào, bảo mật tài khoản ra làm sao, thì tôi có một cái bộ phận support và có một cái office ở Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ offline cho các bạn. Lúc nào cũng có các bạn support ở đó, từ thứ hai đến thứ bảy. Các bạn chỉ cần vác cái máy tính đến đó thì câu chuyện là muốn hỏi gì đều được trả lời giải đáp hết nha các bạn. Đặc biệt á, có một cái khóa về trading spot này. Thì cái khóa trading spot này á, thì những anh chị mà học cái khóa crypto dài hạn chuyên sâu thì các bạn được tặng hết. Thì mục đích của tôi làm cái khóa học trading spot này, và có một cái con bot hunter nữa, mục đích là để cho các anh chị tận dụng những cái nhịp ngắn này này. Đặc biệt là những anh chị mà họ sử dụng cái bot hunter, họ tận dụng những cái nhịp ngắn á, thì những nhịp này họ tận dụng rất là tốt. Các bạn biết á, là bên cạnh cái việc mình có kỹ năng, mình có kiến thức, mà mình có công cụ hỗ trợ nữa thì nó sẽ rất là tốt. Đó, thì nó có cái này nữa. Ngoài ra các anh chị biết là trong thời gian sắp tới, các bạn biết là hiện tại tôi cũng đang cố vấn chuyên sâu cho một số anh chị cái số vốn lớn, và đặc biệt là những anh chị là chủ doanh nghiệp, đặc biệt những anh chị là cái số vốn các bạn gọi là các bạn dùng số vốn khủng trong thị trường này để đầu tư. Thì khi mà có chuyện như vậy, không phải là biểu mua con gì bán con gì đâu các bạn, mà các bạn sẽ phải làm việc một một cùng với tôi, trao đổi về việc các bạn phải nắm được những kiến thức của thị trường. Tôi thấy ở bên ngoài kia rất nhiều anh chị các bạn đang đầu tư cái kiểu là ai biểu các bạn mua gì các bạn mua đó, giống như kiểu là giá xuống đây rồi mua đi,
Nhưng mà thực tế khi các bạn mua xong các bạn không có hiểu, rồi các bạn bán đi xong rồi sau đó giá nó tăng, các anh chị lại tiếc. Thì cái cách của tôi ấy, là bên cạnh cái việc tôi cũng cố vấn cái việc là khi nào mua khi nào bán, thì tôi trang bị kiến thức cho họ. Và những anh chị mà tôi đang cố vấn cho họ thì câu chuyện là họ tự tin, họ đưa ra những cái quyết định mua bán. Các bạn hãy tưởng tượng làm việc tới mấy chục buổi Zoom một một, thì câu chuyện là họ có pro không? Chắc chắn là rất pro rồi. Thì thực ra tôi rất thích làm việc chuyên sâu với những anh chị như thế này. Bởi vì khi mà làm việc chuyên sâu như vậy thì cái việc mà kết quả tốt nó rất là dễ. Đặc biệt là họ những người có số vốn lớn, họ có tư duy đầu tư thật sự. Đó. Thì đây là những thứ mà Tuệ Trading sắp tới sẽ triển khai. Ngoài ra sắp tới tôi cũng có một cái dịch vụ về tư vấn về tài khoản đầu tư. Tức là tôi biết sắp tới sẽ có rất nhiều anh chị các bạn là bị rơi vào trạng thái đu đỉnh. Thì khi các bạn rơi vào trạng thái đu đỉnh, thông thường các anh chị sẽ không biết cái cách xử lý tài khoản như thế nào, mà các bạn cũng không biết là bây giờ nên làm gì. Nhiều anh chị đặt những cái câu hỏi vui lắm là anh ơi, bây giờ em nên mua hay là nên bán? Thì thực ra đó không phải là cái câu hỏi hay các bạn. Cái quan trọng là các bạn phải hiểu được là giai đoạn đó là giai đoạn nào của chu kỳ thị trường. Giai đoạn đó mình nên mua vào hay nên bán ra? Nếu mình mua vào giá nó tăng tiếp thì mình sẽ làm gì? Mình bán ra giá nó giảm hay nó tăng mình cần làm gì? Thì cuối cùng nó vẫn quay về cái phương án xử lý. Và khi mà tôi đưa cho các bạn các cái phương án xử lý thì các bạn biết cách các bạn xử lý. Thì khi mà mình xử lý mà mình biết cách thì mình sẽ rất là tâm an, mình cực kỳ tự tin cho cái việc đó. Thì Tuệ Trading cũng có một cái dịch vụ như vậy nữa. Ngoài ra cũng có một cái dịch vụ tư vấn về đầu tư. Tức là gì? Ví dụ nha, một số anh chị trước khi các bạn đầu tư một danh mục nào đó thì các bạn sẽ được tư vấn rất là kỹ về cái việc là nếu mà mua vào giá nó tăng thì sẽ như thế nào, giá nó giảm sẽ như thế nào. Ngoài ra một số anh chị mà đầu tư những cái dự án linh tinh thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Tôi biết có rất nhiều anh chị các bạn đầu tư những cái dự án MLM Ponzi, hoặc là các bạn tham gia vào những cái game linh tinh thì các bạn có thể sử dụng cái dịch vụ tư vấn đó, thì họ sẽ định hướng cho các bạn tránh những cái game linh tinh đi. Cá nhân của tôi là một cái đơn vị trung lập. Tức là các bạn biết là trên cái kênh YouTube Tuệ Trading này sẽ không có bất kỳ quảng cáo cho một cái dự án nào cả, một đồng coin nào cả. Cái việc tôi chia sẻ thì nó sẽ mang tính trung lập, mang tính khách quan. Tôi có những đánh giá như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn như vậy. Thì tôi hy vọng những cái này nó sẽ giúp ích cho cộng đồng rất là nhiều. Cái cách của tôi là để có thể đầu tư thành công thì các bạn cần phải thực sự hiểu rõ, các bạn cần phải trang bị kiến thức. Cuối cùng các bạn cũng phải tự đứng trên đôi chân của chính các anh chị thôi, chứ không còn một cái cách nào khác cả. Chứ còn nếu các bạn mà đi theo những cái nhóm xe kèo, đi theo những cái hội nhóm mà gọi kèo như vậy thì sau đó kết quả các bạn cũng thua. Những anh chị nào trải nghiệm thì các bạn hiểu. Nên cách của tôi là tôi muốn mang lại cái giá trị thật sự. Những anh chị nào mà các bạn follow theo cái kênh YouTube này thì các bạn cũng hiểu được cái cách mà tôi làm việc. Thì những anh chị nào các bạn có nhu cầu các bạn làm việc cùng với tôi thì các bạn có thể liên hệ với tôi ở cái phần bên dưới cái video này. Thì tôi nghĩ video này nó cũng giúp ích cho các anh chị rất là nhiều trong cái việc các bạn có những cái nhận định, có những cái định hướng trong cái giai đoạn sắp tới. Và tôi hy vọng là cái kênh YouTube Tuệ Trading này nó cũng mang lại được nhiều giá trị cho các bạn, giúp các bạn có những cái định hướng trong đầu tư. Thì thân ái chào tạm biệt các anh chị, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.